giữa những ngày Hà Nội tưng bừng kỷ niệm 25 năm giải phóng thủ đô, tại đất cổ loa lịch sử, các nghệ sĩ tuồng đã mở hội kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Nhà hát tuồng Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày giỗ tổ ngành tuồng 12 tháng 8 âm lịch. 20 năm tuổi đời của một đoàn nghệ thuật chỉ là một thời gian ngắn ngủi, nhưng biết bao khó khăn gian khổ đã phải vượt qua để có được một đội ngũ nghệ sĩ nối tiếp nhau, biết kế thừa, có chọn lọc, có sáng tạo những giá trị tinh thần và văn hóa dân tộc, nối liền sợi dây truyền thống 900 năm của nghệ thuật tuồng Việt Nam, từ nền văn minh rực rỡ Lý Trần đến xã hội chủ nghĩa ưu Việt ngày nay. Đồng chí Mai Vi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin, khen ngợi các nghệ sĩ đã cố gắng gìn giữ và nâng cao những hình mẫu tư tưởng tích cực trong nghệ thuật tuồng truyền thống. Trong đội ngũ diễn viên của nhà hát đã xuất hiện nhiều người xuất sắc như Đàm Liên, Mẫn Thu, Chu Lượng. Mẫn Thu nhập vai ông già trong Ngũ Biến của vở Cô Gái Xuân Tần, thể hiện trí thông minh và lòng dũng cảm của một nghĩa quân vượt qua xào huyệt của kẻ thù phương Bắc xâm lược. Không được đi đằng này hả? Đây là lệnh của quan tổng binh là nội bất xuất mà ngoại bất nhập, không có cho ai đi qua lại đây hả? Lão đi. Thôi mày ơi, lệnh là lệnh bắt con Xuân Tần chứ, còn ông già thì cần gì phải giữ. Đi đi. Cho lão qua, lão à. Thôi được thì đi đi. Bay đâu? Lệnh của tổng binh Vương Thông bắt bằng được lão tiểu khu Thành Phong Hủy là con Xuân Tần cải dạ. Mời lên, đuổi bắt đi. Đi đây. Trên một chặng đường hiểm nghèo khác, người nghĩa quân ấy lại giả dạng là một thầy bói. Nào ai hơn ta cõi trần gian, tớ chỉ hơn ai có cái nhàn. Lĩnh thực vai mang hòn thử nghiệp là gò bước tiếp bước thế thấy. Đi đâu lão mù này đầu gò ghê nhỉ. Bò em bò hung bò dữ hút phải người ta đền cao huyện nhà thay ta làm chủ mù già con nít ai cũng muốn ăn. Chuột cống là nó sợ bò tường đúng không ạ? Đúng rồi, chuột cống sợ bò tường đấy này. Con mào nó sợ con chuột. Đấy là đàn này nó không biết gì đâu. Nó cũng không biết gì. Mà rồi em cũng chẳng biết gì cả. Thế mà các bạn thế mà nó cứ tưởng. Chúng mày làm gì thế này? Chúng mày làm gì đấy? Chúng mày làm gì đây? Mày làm gì đây hả? Lệnh của tổng binh cho biết. Đấy, lão tiểu phu Thằng Phong Hủy, lão thầy bói đều là con Xuân Tân cả. Nó đâu rồi? Lớp người đầu tiên xây dựng nhà hát là những nghệ nhân nổi tiếng của các đoàn tuồng Quảng Lạc, Kim Lan, Thăng Long như Sáu Đen, Sáu Tán, Ba Tiên, Đức Nhã, Bạch Trà, Quang Tuấn. Các bác đã có nhiều công lao trong việc truyền nghề, truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ. Đến nay, nhà hát đã có những đạo diễn được đào tạo chính quy có năng lực. Đạo diễn Tả Tạo,
đạo diễn Ngọc Phương, giám đốc nhà hát, cùng tập thể diễn viên dàn dựng được 20 tiết mục và 50 trích đoạn tuồng truyền thống, trong đó có vở Tình Sử Loa Thành. Diễn Đàm Anh Thắng cũng vừa hoàn thành vở Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng lẫy lừng trong lịch sử, do các diễn viên trẻ đóng các vai chính. Trong diễn xuất, các anh chị vẫn giữ được động tác mẫu mực của tuồng cổ, nhưng đã mang đến sự tươi trẻ và sức sống mới cho sân khấu tuồng. Một trận cuốn theo dòng nước, chỉ một chân Bạch Đằng, chỉ một chân Bạch Đằng ngàn năm mâu lạc nửa ngày rửa sạch. Tân nghỉ giờ rồi, năm ngàn cọc, năm ngàn kiến tướng, mười vạn tên, mười vạn tinh binh, giúp đất người khổ đá đứng lên, diệt tung quỷ núi sông vùng dậy. Và chính phủ đã quyết định tặng huân chương lao động hạng nhì cho nhà hát tuồng Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho các nghệ sĩ đã không ngừng lao động nghệ thuật trong 20 năm qua để khai thác chất hùng của nghệ thuật tuồng dân tộc, ca ngợi con người Việt Nam trong truyền thống đấu tranh ngoan cường dựng nước và giữ nước.